Hello, chào tất cả nha. Mình là Nhật Audio. Đúng là chủ đề của video thì hôm nay Nhật sẽ mang đến cho anh em mà gặp sản phẩm âm đi. Nó là tốt nhất trong phân khúc giá bình dân nha anh em. Hôm nay sẽ đến từ thương hiệu nội địa của Nhật Bản là Sansui và tên model là AUD607X. Đối với những dòng sản phẩm Sansui thì chất âm của nó bạn nghe rất là mộc mạc, rất là chi tiết. Nên được rất là nhiều anh em ở Việt Nam ưa chuộng. Và đặc biệt là những dòng ở Sansui thì nó về hàng rất là nhiều, nên được rất là nhiều anh em trải nghiệm và đưa ra rất là nhiều đánh giá. Nó là cực kỳ tích cực anh em ạ. Đây là mẫu mà 607X nha anh em. Đây là mẫu mà có một cái chất âm nghe và nó rất là hay. Đặc biệt là khả năng cố ghép loa của nó mình đánh giá và nó cực kỳ đỉnh nha anh em ạ. Hôm nay là hàng mà Nhật vừa mới về thôi anh em. Về hình thức cũng còn mới nha anh em, khoảng là trên 90%. Đây, mình em cùng xem qua về cái nút chức năng. Đầu tiên là nút nguồn nha anh em. Cái hệ thống là A và cũng là B. Cũng bây giờ chỉnh về Track và Bass. Còn đây là nút Tone, anh em nhấn nút này thì nó sẽ điều chỉnh Bass Track anh em. Không nhấn thì nó sẽ không điều chỉnh gì đâu. Đây là nút Spin, là các tần số nha anh em. Loa nét thì nút tăng âm lên, nó là cực kỳ hay. Nút tinh là nút giảm 20 dB nha anh em. Bên dưới là ba lăng, bên trên là volume nha anh em. Và bên đây là cái cổng để mà anh em đến tín hiệu nghe nha. Đây, bề cỡ này anh em sẽ thấy là nó sẽ trang bị là hai cái má gỗ hai bên nha anh em. Nói chung má gỗ những dòng sản phẩm Sansui mình thấy thiết kế nó là rất là đẹp, bắt mắt anh em à, rất phù hợp để cho anh em có thể mà trưng bày trong rất là nhiều không gian nhà khác nhau. Đây má gỗ và nó là tôn gỗ rất là đẹp anh em, là zin theo máy nha anh em. Còn về mặt sau dòng sản phẩm này thì sản phẩm mình sẽ trang bị cho hệ thống là 8 cặp loa nha anh em. Nên anh em thể mà chơi cùng lúc và hạt loa. Còn bên đây là cái cổng mà mê tính được cái nhạc anh em. Đây CD tuner là để chơi qua máy tính, điện thoại, laptop, phono cho mọi người hay nha. Bên dưới là cái cổng tép thì chủ yếu là để anh em ghi âm nha. Ở bên đây là tem với sản phẩm này Sansui AUD 607X điện là 100V, công suất là 230W. Đây là một mức công suất mà đánh giá nó rất là tốt anh em. Anh em chơi những cặp loa tầm 3 tấc hoặc 2 tấc rưỡi lại nó sẽ chích âm và nó là cực kỳ hay anh em ạ. Anh em chơi 2 cặp 3 tấc thì chỗ này đánh rất ok cho anh em. Mình là test con này, chơi con này rất là nhiều. Đối với cặp loa của Sansui, những dòng loa cổ và những dòng loa mà đời mới, cái thời đánh tiếng ra cũng rất là hay anh em ạ. Anh em chơi với loa Nhật khác như là Pioneer, Diatone, Denon, Kenwood, hoặc chơi loa Mỹ như JBL hoặc AR, đánh tiếng như ra vẫn là hết sảy nha anh em. Con này cũng là một trong những dòng mà dễ phối ghép loa và chất âm của Denon thì nó thiên hướng vào bề giải bass thì nó sẽ nghe mềm và nghe phải nói là rất là nhuyễn nha anh em. Anh em mà chơi bản nhạc vàng bolero anh em sẽ rất thích dòng sản phẩm này. Và công suất của nó là 230W thì cũng rất là dễ để cho anh em mà phối ghép thêm một cái mixer để anh em sẽ karaoke, nói là bét là nhè nha anh em. Đấy cũng là những cổng rất lớn trong sản phẩm này. Còn về nội thất bên trong của Sansui AUD 607X vẫn còn rất là mới đẹp khen nha anh em. Con này sẽ trang bị chúng ta một ampo rất là lớn và đặc biệt là anh em thấy là sẽ chạy chúng ta tổng cộng là 8 con sò xanh ken nha anh em. Dòng này thì mình thấy là được trang bị trên rất nhiều những dòng sản phẩm cao cấp anh em ạ. Và chất âm của dòng này cho ra nghe cũng rất là hay. Rồi, và bây giờ mình sẽ vào nghe bài test chất âm của
xanh xui AUD 607 X mền em. Cảm ơn em dành rất là nhiều thời gian để theo dõi video của Nhật Audio. Nếu thấy video hữu ích thì em hãy đăng ký kênh để ủng hộ Nhật Audio nhé. Xin chào và hẹn em trong những video lần tới. Bye. Anh em có thể vào trang facebook.com/nhật audio để tìm thêm và nhiều sản phẩm mới nhất nhé.